C8 cao tốc Hà Nội Lào Cai. Trạm thu phí C8 cao tốc Nội Bài Lào Cai. Sẽ đi hướng Hà Nội. Giờ các bạn chạy trên đường cao tốc thì các bạn lưu ý giữ khoảng cách an toàn giữa các xe, và thứ hai đó là đường nó rất là đẹp nên là cố gắng làm sao đó tập trung và tránh trường hợp buồn ngủ. Các bạn có thể sử dụng cà phê hoặc là nghỉ giữa chừng những quãng đường đi dài, làm sao đó cho đó chúng ta tỉnh táo nhất. Và cũng có bạn thì uống bò húc hoặc là chè hoặc cà phê thì đỡ hơi buồn ngủ. Đấy, các bạn đi những ngày này thì ngày Tết nó cũng vắng, nhưng mà nhìn chung là các bạn vẫn phải giữ khoảng cách an toàn. Đây là cái biển này, không phải 50 này, 100 này, đây là khoảng cách an toàn này các bạn. Để cho mình, ví dụ mình áng chừng cái xe for trước của mình ở đây này, từ chỗ mình là đến cái xe for kia là 50 này, 100 đấy. Khoảng cách từ khoảng độ từ, nếu như tốt nhất thì khoảng 100 km là được, nếu mà đi tốc độ 100 km/h thì nó làm cho cái khoảng phanh của bạn ấy nó còn dê. Đấy, tùy theo cái chất lượng xe nữa, nhưng mà các bạn nên giữ khoảng cách an toàn. Nên các bạn đọc cái biển 0, 50, 100 đấy, nó ý nghĩa như vậy để cho giữa chúng ta giữ khoảng cách với các cái xe khác, và trong quá trình rẽ chuyển làn chúng ta lên sinh nhan còi bằng tín hiệu đèn để làm sao cho chúng ta đi một cách an toàn các bạn. Đường này thì có rất nhiều những cái xe to, đi xe to các cụ hay nói một câu là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Các bạn nên tránh xa những cái xe nào là xe to ra, thứ nhất nó khuất tầm nhìn, thứ hai nó to đi thế nó vượt nó dài. Một là các bạn để cho họ đi trước, hai là đi sau, không nên đi song song với xe to, nhất là những cái xe dài 50 chỗ hoặc là xe container là nó đi rất là nguy hiểm. Đấy, kể cả những cái xe con đi họ vượt song song mình cũng vậy, làm sao đó họ để cho họ vượt thoát hẳn lên mình, chứ không nên đi song song với các xe tốc độ cao này. Chỉ cần lơ là đánh cái lái một chút là có thể va chạm, hoặc là chúng ta tốc độ cao cho nó phanh ngay gấp thì có thể lật xe. Các bạn rất sức lưu ý như vậy. Trong quá trình vượt thì mình dùng tín hiệu còi đèn, đấy, ánh sáng nháy đèn nháy pha đấy, để cho những cái xe này nháy sinh nhan, họ còi lên nhỉ, để họ biết là mình vượt. Khi xe người ta
cho mình cái phép vượt và đảm bảo rồi thì chúng ta hãy vượt. Và đề phòng một cái vấn đề nữa đó là mặc dù là đường cao tốc nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có một số chó mèo chạy qua khu này rất là nguy hiểm đấy, hoặc là trẻ con đi hoặc người lao động người dân ấy đi tắt ngang qua rất là nguy hiểm, nên là với tốc độ 100 km/h là đi chỉ cần lơ là một chút thôi là cuộc đời các bạn là sang một trang mới, rất nguy hiểm, các bạn hãy chú ý. Và có những cái đoạn báo hạn chế tốc độ và các lối rẽ như đây này, đấy 60-80 là lối rẽ này, 80-60-100 là các lối rẽ. Các lối rẽ vào thì nó sẽ có lối rẽ ra, và giữa các lối rẽ ra này là nhập làn đấy thì rất hay xảy ra va chạm đấy, các bạn hết sức lưu ý. Đấy, lối rẽ vào thì đương nhiên phải có lối rẽ ra, lối rẽ ra đây là có đoạn nhập làn này, nhập làn này, đấy, mình qua cầu có đoạn nhập làn này, và hết sức để ý những cái xe bên phải mình nó sẽ nhập làn và nó đi, mình tập trung đấy, nhập làn này, 60-80 nó nhập làn rồi, rất hay xảy ra đoạn va chạm và làm sao tránh cái đoạn là vạch trắng này ra, và cái xe những cái xe nhập làn nó phải lên trên này mới nhập làn này. Đấy những cái xe này nhập không dứt quát quay đầu rồi. Liền này là cấm vượt. Đây được thuộc đường cao tốc nội bài Lào Cai thuộc địa phận Phú Thọ Vĩnh Phúc. Đây sang địa phận Vĩnh Phúc các bạn. Qua cái cầu sông Lô là thường đang tốc độ giảm xuống còn có 80 thôi. Ở đây mình đang đi 60 và trên đỉnh này có cái camera bắn tốc độ các bạn nhé. Hết sức lưu ý. Đi qua những cái đường cao tốc này theo mình đi lâu lắm rồi mình sẽ có phản xạ, và thứ hai là mình có kinh nghiệm. Nếu đang đường đang to hẹp lại mình sẽ tự động giảm tốc độ, còn những bạn đi không quen mà vắng nhưng mà đường nó đang to hẹp lại mà không giảm tốc độ lên là nó rất là nguy hiểm. Vì những cái cầu này nó bé, có những xe người ta lấn làm bên này mình phanh cái lật xe mà đâm trực diện ngay vạch liền này. Vàng cảnh báo nguy hiểm, nhiều xe lấn làn do vượt, các bạn đi xe này phải tuân thủ luật lệ giao thông để đảm bảo an toàn cho mình, hoặc là những cái trường hợp như là khách người ta gãy dọc đường để bắt xe bắt khách này, xe khách họ đổ thì mình tát vào ép đầu mình, tạt đầu ngang đầu mình rất nguy hiểm. Lên tập trung vào. Thì như mình đi đường cao tốc thì bao giờ mình cũng mang bơm xe trong hợp xì lốp, thì còn có bơm tiếp để đi đến một nơi gần nhất để vá, hoặc là cứ bơm căng lên xong rồi đi xì hơi lại bơm. Thứ hai nữa là mang ít nước uống đồ ăn để cho mình chủ động trong vấn đề giữa cánh đồng này như này, chả qua này cả. Mình cũng chia sẻ luôn cho các bạn biết, luôn giữ đầu óc tỉnh táo là một trong thói quen quan trọng nhất trên đường cao tốc. Chỉ cần 3 giây thôi là vượt tốc 100 km/h, bạn ngủ gật hoặc bạn phanh không kịp thì nó rất là nguy hiểm. Đường cao tốc này đi nó rất là nhàn, chân ga nó đều rất nhàm chán, nó rất là dễ ra buồn ngủ. Số thì hết số rồi, ga thì cứ vút thôi, nên là việc để xảy ra tai nạn nó cũng thường xuyên xảy ra trên cái con đường Nội Bài Lào Cai này. Nó người ta hay nói một câu đó là đường dài mới biết ngựa tốt. Các bạn phải đi đường dài thì có luyện kỹ năng, thứ nhất là tư thế ngồi và thứ hai là sức khỏe các bạn. Kỹ năng đi đường cao tốc, đi đường dài làm cho chúng ta tỉnh táo, và thứ hai là cái cung giờ của bạn. Không nên đi giờ từ khoảng độ 2 giờ đến 5 6 giờ tối, 2 giờ sáng đến 6 giờ giờ sáng, 2 giờ sáng đến 7 giờ sáng đến khoảng tầm ấy rất là buồn ngủ, nhưng mà hạn chế đi những giờ đấy, hoặc là giờ trưa từ 12 giờ trưa đến 2 đến 14 giờ chiều đấy, khoảng đấy con người ta rất hay buồn ngủ. Các bạn không lái xe không chuyên nghiệp thì một là tránh những giờ đấy, những giờ tối quá mắt kém, trời sương mù, lên trang bị đèn sương mù để mình đi nó an toàn.
có những cái đoạn báo km và có số điện thoại như vừa rồi lướt qua 1900 để các bạn trong trường hợp mình không biết nữa, cũng có định vị thì mình để báo xem là xe mình đang ở km bao nhiêu để có người đến cứu hộ. Đấy là những cái điều rất là sơ đẳng các bạn nên biết để trong trường hợp mình đi xe mình có gặp nạn hay là có gọi cứu hộ như nào để người ta còn biết là mình đang ở địa điểm nào, km bao nhiêu. Như hiện tại thì có định vị bằng điện thoại rất là dễ, km 43 cọc tiêu bên phải, km 43 đấy, mình ở gần 42, 43 thì báo cho người ta biết để người ta cứu hộ, sửa chữa giúp xe mình. Cái điều đấy là các bạn đấy, các nút giao đường cao tốc và sợ nhất là các nút giao, có nút vào thì sẽ có nút ra, mà trong quá trình tách nhập làn là nguy hiểm, hết sức để ý. Đường rất ngon các bạn, đi chậm không có cảm giác gì.
phanh, đèn xi nhan đi trên cao tốc và những cái hệ thống đèn đấy cũng có rất nguy hiểm cho những cái xe đằng sau tông ở đi mình. Thường là xe chuyên nghiệp thì khi họ đã nháy như thế là đã hiểu là xin vượt hoặc là dùng đi nhanh hơn, tránh trường hợp đi song song với họ. Sát gần quá.